Tháng 11 là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch và sau đây là năm lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Ngày của những linh hồn là ngày để tưởng nhớ những người thân và bạn bè đã qua đời, được tổ chức vào ngày 2 tháng 11, là một kỳ nghỉ lễ ở Mexico. Ngày nay, đây là một buổi tập trung của cả gia đình để tưởng nhớ những người thân yêu thông qua các hoạt động mang đậm nét văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, vào năm 2016, Mexico mới có cuộc diễu hành đầu tiên cho ngày này. Trong buổi diễu hành, không thể thiếu âm nhạc, các hồn ma, La Cachina và các hộp sọ kẹo cùng các bộ trang phục rất đa dạng. Lễ hội buffet dành cho loài khỉ nghe có vẻ khá điên rồ. Lễ hội diễn ra tại tỉnh Lopburi phía bắc Bangkok. Hơn 4.000 kg trái cây, bánh ngọt và rau củ được đặt xung quanh đền thờ để những chú khỉ sống ở đó thưởng thức. Tất cả có hơn 3.000 con. Những chú khỉ ở đây không hề nhút nhát. Chúng đã quen thuộc với sự hiện diện của con người, nên chẳng mảy may nghĩ ngợi gì khi leo cả lên người bạn hoặc lấy phần thức ăn của bạn. Nếu bạn muốn đi tắm biển dưới ánh mặt trời mùa đông thì chỉ duy nhất có một nơi để đến, Tenerife. Phần lớn kỳ nghỉ diễn ra ở phía nam với các khu nghỉ mát nổi tiếng như Playa de las Americas và Costa Adeji có sự kết hợp những bãi biển tuyệt đẹp với nhiều hoạt động giải trí sôi nổi. Miền Bắc ít du khách du lịch hơn và có thứ gì đó hơi khác một chút. Hãy ở lại thủ phủ của Santa Cruz để trải nghiệm nền văn hóa nơi đây, tắm nắng trên bãi biển yêu thích hoặc thuê một chiếc xe chạy tới khu rừng mưa nhiệt đới. Nếu bạn đang mong muốn một chuyến phiêu lưu mạo hiểm thì hãy đến New Zealand. Tháng 11 là tháng cuối cùng của mùa xuân trước khi mùa hè đến, và đây là thời điểm lý tưởng để khám phá các hòn đảo ở phía Bắc và Nam. Bạn nên trải nghiệm nền văn hóa Maori và lòng hiếu khách ở Rotorua, khám phá phim trường Hobbit ở Mata Mata và tham gia một số môn thể thao mạo hiểm dưới nước ở Queenstown. Malaga là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong một kỳ nghỉ ngắn trong thành phố dưới ánh mặt trời tháng 11. Đây là một địa điểm đẹp, mang đầy tính nghệ thuật và lịch sử. Các địa điểm yêu thích của chúng tôi ở đây bao gồm bảo tàng Pablo Picasso, pháo đài Arcadeber và nhà thờ. Đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về những địa điểm du lịch thú vị trong tháng 11. Hãy đăng ký để có thể nhận những ưu đãi lớn về các dịch vụ như khách sạn, cho thuê xe hay bảo hiểm du lịch.